Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một số món đang chuẩn bị đi về Sóc Trăng để làm việc với cái chỗ vườn rau má này. Rau má thì đây em có cái món là để phun trên lá này và cái món để rắc để bón ở dưới gốc cây nhé, dưới gốc cây rau má nhé, để cho nó vừa giải độc phèn, giải độc hữu cơ, giải chua đấy, để cho cây rau má nó phát triển cái bộ rễ tốt hơn này. Còn cái này là phun trên lá để cho nó giúp kích thích ra rễ, đâm chồi, xanh lá, to cọng, mập, to lá, mập lá. Đấy, một bộ như này là các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước này để phun trên lá nhé. Phun trên lá này. Còn cái dưới gốc, cái bón gốc này thì các anh chị có thể là hòa ra nước để tưới hoặc là trộn với phân để bón cùng nhé. Trộn phân thì cứ 1 kg này là dùng cho 50 đến 100 kg phân kia trộn cùng với cái kia để mình bón hoặc là tưới, thì một gói này hòa khoảng tầm 400 lít nước để tưới này. Một gói này nó có thể sử dụng được khoảng tầm 1.000 mét vuông nhé, 1.000 mét vuông cho một gói này mình rắc dưới gốc thì nó sẽ giúp là ra rễ mạnh, hạn chế bị vàng lá thối rễ này, ổn định pH, giảm chua, hạ phèn và giải độc đất này. Đấy, nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho cái rễ nó ra này. Còn cái này phun trên thì nó sẽ giúp kích thích ra rễ, ra lá, to cọng, tốt cây rau má, vươn cây, vươn cái cọng to, to lá, mập lá, kích rễ. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này. Và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.